Menu là gọi qua cái của app à? Bây giờ toàn cái này mà. Việt Nam. Toàn cái này á? Ui, mình ở đây lâu quá rồi nhỉ. Mình ở đây lâu quá rồi nhỉ. Nhưng mà đồ này hay cho điểm rửa này. Đồ cái tượng nhấm là bên Nhật là toàn quẹt nữa thôi. Kiểu như người ta trang trí. Xa cô là 8 năm rồi giờ mới ăn được mấy cái món này đấy. Có đâu thế. Kêu với các bạn đấy là trứng cá rô phi này. Đâu, trứng cá rô phi đâu. Không ạ. Ghê hả? Ok, đến nơi rồi nha mọi người. Sushi Việt Nam à? Cái này là cơ sở Việt Nam anh? Việt Nam. Việt Nam mở á? Nhưng mà người Nhật làm sushi đấy. Người Nhật làm sushi à? Thế thì cái này gọi là đối tác kết hợp rồi. Việt Nam và Nhật Bản. Hoa anh đào. Sakura, hoa anh đào. Sakura. Đấy, Sakura đấy, hoa anh đào ấy. Sakura mà là hoa anh đào. Vâng, thật mà. Một nơi. Ôi giời. Wow, trời ơi, bộ này ấm thế nhỉ? Phòng anh Khánh là mày làm một cái như này này. Được đấy nhỉ? Làm cái này đẹp đấy. Đường lên thiên cảnh. Thật đấy, làm cái này, làm cái bàn trà nữa đẹp đấy. Cái này ai làm được không nhỉ? Cái này là non mụn mà. Nhưng cái này ai làm được không? Như anh Quý biết làm cái này mà. Ừ, anh làm được. Làm cái ngồi bàn đá. Nghe chill. Ngồi ở ghế sofa là ấm rồi. Quá là bình thường. Ngồi buồn ngủ. Có ai đâu. Ồ, đẹp nhờ. Thế tu ti hôm kia hai vợ chồng đi ăn đêm mà không rủ ấy. Cái này là quà đá gốp đây. Gốp. À, gốp ở gốp đây luôn à. Quảng Đông này. Có con mèo thần tài. Giống mèo này. Ngồi đây rồi đi sức quẩn. Thờ 2 4, 6, 6, 6 7 đây là người Nhật nhưng mà gốc Angola nhá. Người Nhật nhưng mà Angola, gốc Angola. Có tất cả món gì ngon đưa ra hết. Còn đấy, còn nhau đang béo ấy. Gà lăng vào. Giờ run hết tay chân thì không biết làm gì. Cuốn hết kiểu này. Telephone với menu. À. Được cái chữ nhỉ? Qua, gọi em trên mạng à? Menu. Wi-Fi gratis. Dạ. Wi-Fi. Làm bát cơm cà chứ. Cho bát cơm trắng bịa rau muống. Cơm canh cà rau muống. Có người Việt Nam đấy anh ạ. Cơm canh cà rau muống. Giờ bắt đầu bếp Nhật đó. À, menu là gọi qua cái của app à? Đấy. Rồi, hay nhở? Bây giờ toàn thế này. Mà. Hả? Bây giờ toàn thế này mà. Việt Nam. Toàn thế này á? Ừ. Ui, mình ở đây lâu quá rồi nhở? Mình là người tối cổ rồi. Mình ở đây lâu quá rồi. Nói tiểu nhì là con gì béo đưa ra. Con gì ngon mà con gì béo. Về. Món gì ngon, con gì béo. Lát quá, thầy. Ngon, được. Bây giờ mâm gì đây? Gọi từng mâm một ạ. Ôi, đã gọi đâu. Đây là cái này này. Chẳng biết đâu. Là cái này này. Cái này gọi là cái gì? Chị. Chị. Sushi ngoài cầu thang đây. Đấy này. Nhưng mà ăn một cái này. Đâu, cái tượng nhấm là bên Nhật là toàn quẹt nữa thôi. Kiểu người ta trang trí vậy. Cứ gọi đi anh gọi. Để cho quý anh gọi, thích em ăn gì cứ bảo em hay gọi đi. Anh kiểu gọi, nhưng mà gọi cho anh hai ba cái combo. Rồi sau gọi với cái lè tẻ này. Amigo. Ngon đấy. Thì cái xa cô là 8 năm rồi giờ mới ăn được mấy cái món này đấy. Có đâu thế. Cái này mới mở hay sao ấy. Ở dưới cũng ăn cái này nhưng mà nó xay thành bột này.
cái này mới mở hay sao ấy? Khoai tây ạ. Đúng rồi đó. Ở dưới bàn nó ăn như vậy mà xay thành bột. Có bộ comrade của mình. El aquí es de 15 pesos, es 15, es 20, es 25 pesos, es 20. Aquí 40 pesos, aquí 52, 58, 68, 78. Ở đây mấy chục món á? Chỉ là nó tính theo từng miếng một đấy. À, anh mua đi. Của anh có không? Phải không? Em bật máy ảnh lên, anh quét đi kia kìa. Rồi bắt đầu gọi lẻ từng món một. Hai mươi ngô. Cô đuổi một cái ấy to như này mà nhiều món lắm. Combo. Có thể gọi một cái đã. Không, phải gọi rồi luôn, ăn một lần luôn. Ta là ăn một lần luôn là về luôn chứ không không lãng mạn như như ấy đâu. Không có ăn đến một hai giờ á. Em đang được tiếng nào đâu mà lãng mạn thế. Phải từ từ ý. Không nhiều khi bọn anh ạ, toàn ăn vội thôi. Ăn vội quen rồi. Ăn 5 phút là xong bữa cơm. Đấy, cái nhà hàng này đẹp, được không? Giá trị. Tiêu tiêu cái gì mà được tiêu tiêu cái quỷ ngồi đi ăn một lần rồi ra đi thì mới biết là ở đấy chứ cho lạnh như này ấy rượu ấy xì dầu xì dầu xì dầu có thể gửi tên gì đâu không biết có mắm tỏi không xì chèm mắm tỏi đang thèm đúng là xì dầu thật xì dầu à đây là mô tạp này đây đây cái cầu à cầu theo anh Hạnh đó là cái cầu tình yêu cái này là gọi là cái cầu gì cầu hạnh phúc à, cầu hạnh phúc cầu hạnh phúc đây mà xì dầu đâu không phải à xì dầu anh phải không sao lại như này mà amigo không phải mẹ xì đấy không phải xì dầu á pha với cái này mà chị dầu sao lại lại ấy nhỉ? À, một mô tạt Nhật Bản này, mô tạt này không cay đâu. Chuẩn quá. Chị dầu. Rồi sesame. À. Nhưng cái mô tạt này, mô tạt này là mô tạt xịn, xịn của chị Nhật Bản đây này. Chị dầu gì? Không cay luôn. Chị dầu Nhật Bản đâu? Nhưng mình sẽ đi không biết thật. Không nghe gì ạ? Cái này cay lắm ấy. Nam ơi, gắp cho. Cay à? Em đi. Không cay đâu, không cay đâu. Không cay. Không cay, cái này. Cái này loại xỉn của Nhật Bản mà. Xì dầu là xỉn này. Không phải như cái loại xì dầu mà trong chai của ta đâu. Của ta là Ajinomoto đấy. Cái này ăn thoải mái luôn. Anh thử liếm xem. Không cay mà. Ờ. Đây đây đặc như này mà. Không cay luôn, không cay. Không cay. Nhưng mà không cay. Nó là cái không phải cái loại mà như Trung Quốc bán 10.000 lọ đó đấy. Cái này là loại xịn của Nhật Bản đó đấy. Thôi, thì anh em ra chiếc tế hành đi nhỉ. Cái này là cái cầu tình yêu này. Cầu hạnh phúc. Cầu hạnh phúc này. Không chèm chèm, sao mấy tên tí đi. Phải chủ động lên. Không. Gắp miếng nào là tí nữa là có bản đồ là có ý ấy nhá, từng miếng một. Nên xu là em gắp vào miếng nào đấy? Đọc ý ấy. Có ai? Có mà. Có tí ra người ta dịch. Dịch từng ý một. Thế này, cái này mới cay này. Cái này anh quý á. Cái này cay. Cái này đâu phải phụ tài đâu. Thôi mời anh em đi, anh em tiến hành từng món một đi. Thôi mời các bạn nhá. Còn đây không? Mời em. Thôi mời anh em đi, anh em tiến hành từng món một đi. Thôi mời các bạn nhá. Còn đây không? Mời em nghe chịu ấy. Cái này cái gì nhỉ? Cơm. Cơm thanh long. Trong cơm ấy. Cơm thanh long. Trời ơi, thanh long có trong cơm ấy không? Trong cơm liền, chắc thanh long trong cơm. Thử cái mùi thơm một tí xem như thế nào. Mời anh em nhá, mời anh em nhá. Mời cả nhà nhá. Đi ăn đi em ơi. Wow, cái này cay. Cay rồi. Con này mới làm. Con này. Anh em chúc mừng Nam ấy nào. Chúc mừng Nam nhá. Chúc mừng Nam là về với Bắc Giang.
năm trời rồi mới được ăn cái này các bạn. Hơn năm nữa. Hơn năm, thậm chí năm rưỡi đấy. Từ lúc về Việt Nam giờ là mới ăn này. Việt Nam thì mình nhìn nhiều lắm, bên này hiếm. Ở dưới bản đến giờ trong farm thì gà vịt lúc nào nó có đau ốm gì mới thịt được con ăn. Không có thịt đâu. Qua đây được ăn cái món này. Nhưng mà cái uống bia không hợp nhá. Uống rượu rồi. Rượu phải hợp. Hả? Ăn đồ sống rồi phải uống rượu. Rượu phải hợp. Khánh rượu. Nhưng mà ăn nó này uống bia không hợp thật. Nó cứ khác mùi. Tôi uống xong bia làm chén rượu. Hầu như ăn đồ sống thì họ uống rượu. Thế bên Nhật với bên Hàn đó, người ta làm rượu nhưng người ta có bia đâu anh. Nhâm nhập menu thì được. Bên Nhật là có rượu gì là sake à? Đâu cho lấy mấy cái món lẻ lẻ. Cơm trong cơm. Cơm trong cơm. Ăn thử. Cái sashimi đó. Cơm khô đó. Cơm em ơi. Cơm khô đấy. Được anh ngồi. Nói như sau mà đặt đấy là cho cái cầu mà nó dài từ đây này, từ đây ra ngoài kia thì may ra mới chuẩn được. Mấy cái món lẻ lẻ này cứ mỗi người một suất này. Nhìn nhỏ như này. Tí tí đấy. Ăn ăn. Nhưng mà thấy cái này nó trang trí đẹp cực kỳ luôn anh ạ. Trang trí cái này ăn kiểu là ăn theo đồ trang trí của nó thôi. Ăn bằng mắt. Em nghĩ cái chứ để mà nói. Em nghĩ cái xanh xanh này ăn trực tiếp vào đây không phải làm hạt. Không phải làm hạt đây đâu. Cái này là người ta chế đạn thì cứ cái này cái gì nhỉ? Thay bột chứ. Chọn mỗi người một món anh ạ. Chọn mỗi người một món. Alo, dạ vâng ạ. Nam cung cấp cho quý anh ăn đi. Ăn không tối đói. Em ăn đi chứ. Ở đây thì ăn còn từ tối lại chứ ít nữa về nhà mà không ăn nhanh là không còn phần. Tối không có gì ăn không? Tối bọn anh không ăn. Tối là về nhà đến lần 5 phút thôi mà không ăn kịp là coi như là xong rồi đấy. Một bữa cơm 5 phút thôi. Ăn thì đâu dày ra. Đâu dạ dày, ở đây thì dạ dày toàn dạ dày khủng thôi. Không là bay sang cái lại cái hết rồi. Dạ dày bọn anh nát hết rồi. Chỉ cần rớt cái đũa xuống anh ngồi dậy rồi. Nhìn này sao? Bất tiện. Hello. Toàn lấy thêm mấy cái này ăn ngon này. Ở đây anh em ăn từ tối này. Lấy phần trước. Ở đây của mình à? Quạnh. Quạnh thì ăn ra nhiều thế. Thịt tăng lên được. Quạnh. Quạnh. Cái gì rộng to thế? Thuyền thì xa thôi mà. Cái ước miệng của anh. Còn đây là biến đô. Nhà là trước đường người xa. Thuyền này ra đảo. Đúng rồi. Mới yêu cầu cái này cái cầu thang nó to tí. Bên đưa ra cái thuyền to là hợp lý đấy. Đúng đúng nghĩa để thuyền nhỏ cái nhỏ như thế đó. Để thuyền thành công chỉ một tí thôi. Thế rồi gọi cái mâm to này. Mâm to này hay hơn. Ui ui cái này nhiều thế. Có trứng này, trứng cá. Wow. Đẳng cấp cấp nhỉ. Em có muốn một ngày nào đó mình ra khơi đấy. Phải giới thiệu với các bạn đấy là trứng cá rô phi này. Đâu, trứng cá rô phi đâu? Không ạ. Cái hả? Trứng cá rô phi gì đấy? Trứng cá... cái gì nhỉ? Trứng cá hồi. Trứng cá hồi. Trứng cá hồi. Trứng cá hồi là màu này mà. Đối với là... chanh. Làm thêm khay này. Làm thêm khay này. À không, ăn thử xem đã. Mình đang còn đấy nhiều mà, nhiều menu nhiều mà. Cái này là hầu hết là 100% là đồ Nhật rồi còn gì nữa. Có đồ Trung Quốc ở đây đâu. Ông chủ á? Hôm nay nhìn quen quen rồi. Quen cả
ông chủ luôn à? Chủ đấy. Hả? À? Chủ đấy. Chủ á? Thật đó. Rồi. Lui. Vừa lại bàn tay đây. Chào ông chủ ấy ạ. Đây luôn. Thôi anh em mình ăn đi, mình anh em mình cứ tự nhiên đi. Cái này phải... Cái này mà không có máy quay thì biết đấy. Cái này mà để ở dưới bàn nhỉ? Thôi. Quay cả máy lại đúng con cái nịt. Rồi. Cái này mà... Cái này mà ở nhà ấy là không kịp trang trí trên thuyền này đâu. Thật. Không nào mà làm rớt cái đũa đấy, coi như là xong đâu. Hết bữa. Thôi nói như anh em tắt máy quay nhổ ăn uống thoải mái tí ra cà phê cà pháo rồi nói chuyện sau. À đây này, quầy ba đây này. Hả? Ba đấy. Ôi toàn người bồ gì làm quản lý đây mà. Ok em mọi người ăn uống xong rồi, ăn uống xong xuôi rồi. No say rồi. Quán đây rộng. Ê chá. Giày đôi đấy. Có giày đôi này nhỉ? Mua hôm nào đây? Đây dí dí lại gần cho mọi người xem ấy. Ô, sao giờ mới phát hiện ra giày đôi. Wow, thật luôn kìa. Ơ giờ nhìn lại mới giống nhá. Đâu thằng Nam nó đi nhiều nó bẩn đấy. Đâu có đâu. Không giống mà. Giống chỗ nào? Anh chỉ chỗ nào? À, bọn này cứ cãi kìa. Tôi mua cả năm rồi. Đúng rồi. Giống thật đấy. Thôi anh em đi. Sao ấy? Điên à? Say gì? Đi uống cà phê. Uống cà phê đâu anh? Đây trên đi. Hay nhỉ? Tự nhiên một đôi hai thằng đi sau vô duyên nhỉ? Ta cũng vô duyên đấy. Ai? Rồi ok mọi người, anh em mà ta đi uống cà phê xong thì sẽ về ngủ, ngày mai là anh em sẽ xuống bản. Ok, chào tất cả mọi người nhá.